Nhìn thích thật đấy. Dạ tí đã bùi à kìa. Dạ tí đã mù la bùi ra nông tình. Đẹp bùi lề và bô cú đa pét sô la con me. Tony Phong xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony Phong Cuộc Sống Châu Phi. Sáng nay thì mình có mặt ở dưới bản dưới sông suối các bạn. Mình xuống đây ngày hôm nay là đi mua cây sắn về trồng. Thì mình cũng đã nói chuyện với các bạn ấy ở đây là từ hôm qua rồi, là tìm cho mình để đi tìm cho mình xem là nhà nào bán sắn thì mình mua. Thì cũng có một hai gia đình là đã lên trên vườn là đi chặt những cây sắn và cầm về đây cho mình. Nhưng mà mình hiện tại bây giờ vào thì vẫn chưa thấy sắn đâu cả. Phải đợi chắc một hai tiếng nữa hoặc tầm trưa thì người dân sẽ cầm về đây. Ở đây thì mọi người thì cũng ở đây có một bác là bác đang phơi sắn đấy các bạn. Để chiều nay thì mình mới quay lại đây mua. Ở đây thì các bác ấy bán 5.000 một cái chậu, không biết là chậu to như thế nào. Chắc là chậu đông như kiểu bán trên phố đấy các bạn. Bác rất là chịu khó đấy các bạn. Cứ một mình làm. Ở đây là sắn là bác ấy trồng được ở trên vườn đấy các bạn. Vườn nhà bác cũng rộng lắm. Mình ở đây mình hỏi là có 4 chậu. Thì chiều mình quay lại mình lấy 4 chậu các bạn, 5.000 một chậu. Thì là hết 20.000 quan. Các bạn ấy ăn khoảng tầm là được 1 tuần. Sắn đây ngon tại vì là người dân người ta phơi cũng rất là cẩn thận, ngâm cũng rất là cẩn thận. Nhìn những cái sắn là rất là trắng đấy các bạn này. Sắn trắng như này là sắn ngon này các bạn này. Đây là bác đang phơi. Hôm nay thì thời tiết cũng hẳng lắng một chút thôi các bạn. Ngày xưa thì là Antonio xây cho bác cái nhà đây này các bạn này. Bây giờ nhà vẫn ok. Nhà vẫn chắc chắn lắm đấy các bạn. Còn bây giờ mình sẽ qua đây để thăm lại cái giếng ngày xưa mình giúp đỡ người dân làm ở cái giếng ở góc kia đấy các bạn. Mình chắc là cái bơm tay là cũng hỏng đấy các bạn. Bơm tay hỏng rồi. Giếng thì về mùa này nó ít cỏ nên nhìn rất là sạch sẽ. Mỗi lần người dân lấy nước là người ta sẽ mở cái ấy này ra các bạn. Tuy là bơm hỏng rồi nhưng mà người dân vẫn ra đây lấy nước là sử dụng cái cây này đây các bạn. Cây này múc. Giếng này. Cái này là nó hỏng mất cái gioăng này. Gioăng bây giờ lâu ngày là nó bị cong vênh. Cong cái. Còn người dân thì cứ nhà nào là cũng có một cái xô đấy các bạn. Xô xuống đây là múc nước. Đây sẽ có cá ở đây không biết là ai thả cá ở đây không biết. Cả thân bông. Nước giếng thì trong lắm các bạn. Ở dưới kia thì có một cái xô. Ở dưới kia có một cái xô buộc dây là bị dơ xuống dưới rồi. Chắc là không ai lấy được. Ở dưới kia là có xô. Đây có cá các bạn. Cá sống ở dưới này. Không biết là chắc là trẻ con bắt cá hay thả. Bây giờ thòng bong nhiều lắm. Ngày xưa là mình xây rất là cẩn thận. Xung quanh là kè đá. Ở dưới là mình đổ xi. Đổ xi xung quanh. Xuống tận dưới đáy luôn. Xong là là dưới đáy đúng đến cái phần lớp cát ấy là mình dừng lại là từ đấy là nước nó chảy ra. Về mùa khô này là năm nay là rất là nhiều nước đấy các bạn, không cạn như năm ngoái. Năm ngoái là cạn, năm ngoái là cạn là xuống thì còn tầm 30 phân nước thôi. Sử dụng cây xào đây các bạn, cây xào này xong rồi là buộc cái gầu đây, có sợi dây đây buộc cái gầu vào xong rồi là múc nước. Ở đây người dân người ta bảo quản nguồn nước cũng rất là tốt đấy các bạn. Cứ mỗi lần khi mà người ta múc nước xong người ta lại đậy vào. Cái tấm này ngày xưa cái tấm tôn này là mình đóng bằng gỗ rất là bền. Chỗ này là được làm là được 2 năm đấy các bạn. 2 năm rồi. Còn ở ngoài vườn thì là mía về mùa khô thì nó lụi hết rồi các bạn. Không biết là nó có chết không. Ngày xưa là bạn thu xà trồng ngoài kia mình nhìn thấy nó lụi hết, không còn cây nào. Không có người chăm sóc, tưới tắm là nó sẽ hỏng hết.
Mình đang mua đi mua cây sắn đấy các bạn. Thì người dân người ta mình hỏi bên này trước. Lucy xuống tận dưới, xuống dưới này các bạn. Đi theo bạn là Santra. Aki tira quanto monti? Un monte quanto è grande? Un monte è sì, grande sì. È 1500, un monte più che 1000. Sì, cota quanto monti? Trazer aqui quanto monte trazer aqui. Essa senhora que vai te atender lá já está próximo da tua fazenda que vai te atender. O pai não está entendendo. É. Ele. Fala. Quer saber se vai trazer quantos peixes para comprar. Agora a mana Maria não sei se vai trazer quanto. Essa não foi lá. Todos foram na mata. Agora não sabemos se vão trazer quanto. Ali primeiro aproveita. É, aí eu comprei, aqui eu como tem quanto, comprar tudo. Aqui são uma senhora, aqui tipo são dois fechos ou três aqui. Ah, três, né? Ok, thế là không biết là nhà bạn này bên này là bạn ấy sẽ cắt cho mình bao nhiêu bó, khoảng tầm 3 bó. Thế aqui quanto? Aqui quanto monte? Aqui não foi lá, não foi lá. Não entende? Aqui não foi lá. Só aí só três monte. Essa casa aqui vai, foi cortar. É. Dois monte. E aí eu compro mais outro lado. Aumenta mais, um bem pouco. Thế là ở đây là bạn ấy sẽ cắt cho mình 3 bó. Còn bây giờ mình sẽ sang kia để mua thêm 7 bó nha bạn bên kia nữa. Hey, aqui, aqui só tem 3 monte. 3. Sim, a 2 monte. 2. Então vai aí falar pessoa e cortar mais 7 monte. Porque planta mais lá em cima de o primeiro. De pessoa já cavar lá em cima. Outro lado, lá do rio, lá em cima. Hôm nay đi cùng là có bạn Sandra và cháu Maxi. Maxi thì là cầm máy quay cho mình, các bạn. Chứ mấy ngày nữa cháu Maxi đi học rồi là không có thời gian quay đâu các bạn. Ngày đi học tối, chiều tối và... Ê, y tông á. Vâng, vâng. Sì, vai, eu levar cinco. Vai levar cinco, vâng. Sì, depois planta acabou vi mai. Oi gì lấy vào xin cú để poi để xa la anh đi kể cơ anh đi sẽ ca mồ hê. Ok, thì mình vào đây các bạn ở trong đây là các bạn ấy bây giờ mới ăn sáng đấy các bạn. Ăn sáng thì là gồm có sắn mê quả bơ. Bơ đấy các bạn. Ở đây mình thấy là các bạn ở đây là rất thích ăn bơ đấy các bạn. Còn đây là sắn nướng nhé. Sắn này là ngâm rồi. Là nó khi mà ngâm là nó sẽ mất cái chất độc đi, nó ra cái chất độc đi, nên là sắn ăn là không vấn đề gì cả, ăn là không bị say đâu các bạn. Mà ăn sắn thì các bạn đấy ăn sắn mình thấy ai cũng rất là khỏe đấy các bạn. Ê, đẹp ơi, vậy là của ta xin cùng món thì ok. À, mình vào đây này còn đi mua hỏi mua được sắn này, đi mua cây sắn về trồng này các bạn. Thì mình trồng những khu vực mà trên phần trên cao đấy thì là chỉ có mưa xuống thôi thì đất nó mới ẩm, còn mình không tháo nước vào thì mình sẽ tập trung vào trồng sắn với trồng ngô. Còn ở phần dưới thấp thì là mình sẽ trồng những cái cây rau và một số những cây khác các bạn ạ. Ok. Casa teu não tem bumbô vender? Nada, em casa não tem. Você não quer vender aqui? Nada. Não tem, senão você tinha devido mesmo vender. É, mình đang hỏi bạn này có sắn, bột sắn bán không đi các bạn? Nhưng mà bạn bảo không có. Sắn ngon lắm các bạn. Ở đây người dân người ta ngâm được, ở đây nó là dòng suối này. Người ta ngâm ở suối được. Nên là sắn sạch. Mình mua về các bạn này ăn của các bạn rất là thích. Nhưng bạn không có để bán. Bây giờ đợi một lúc nữa bạn ấy ăn sáng xong rồi là bạn sẽ đi cùng mình là lên trên vườn để chặt sắn các bạn. Chặt cây sắn về để mình cầm về bên bên trang trại kia để mình trồng. Thời tiết hôm nay thấy nắng. Olha ainda aqui.
máy solo. Thời tiết nắng quá các bạn. Đằng sau đây là bác trưởng thôn, là bác ấy nuôi nợn đấy các bạn. Kia là chỗ này là bác ấy để làm dầu đấy các bạn, cọ dầu cọ dừa cho cọ dừa vào đây, cọ dừa được nấu chín không cho vào đây nó quay. Quay dùng gậy này, cứ chạy xanh quanh cái ghế này nó quay là nó sẽ chảy dầu ra đây các bạn, chảy dầu ra cái ô này, nhưng mà nhìn nó bẩn quá. Còn không biết là bác ấy nuôi lợn bên này, nuôi lợn gì không biết được. Người dân ở đây người ta nuôi đơn giản lắm các bạn ạ, chỉ làm cái chuồng nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Có một con thôi. À, wow, nhiều con thế. Ui, thế này phải mua một con. Xì xô bà tênh ấy. Santra ơi. Oh. Ok. Thế này mấy bữa mình xuống hỏi bác số 3 xem là bác ấy có bán không. Bác trưởng thôn bác có bán không. Bán lợn con thì mình mua một cặp về để trên nhà kia để nuôi. Làm cái chuồng nhỏ nhỏ nuôi tạm ở đằng sau đấy các bạn. Đẹp quá, đàn lợn đẹp quá. Một con lợn trắng này. Sao con mẹ nó bé thế nhỉ. Con lợn này mẹ nó bé này. Nhìn thích thật đấy. Bác cái nuôi cũng rất đơn giản. Complete tua xin. Ở phần trong này là ngày xưa mình ở dưới này thì bác cũng bảo là làm chuồng lợn, nhưng mà mình thấy cái chuồng này nhỏ quá, mà bác cũng đã nuôi được rồi đấy các bạn. Chỉ cần cắm mấy cái cây xung quanh vào. Maxi. Ok, nào. Maxi. Đàn lợn đẹp quá. Maxi. Pipi nhu mà để pôr cụ peke nó bông bonito à. Dạ, vâng rồi. Maxi, eu quero comprar falar sobre dessa uma casa. Aqui. Sim. Para comprar? Sim, comprar dessa lá em cima. Ở đây không biết là con được không? Mình nhìn kỹ. Toàn cái các bạn ạ. Đây đây đây, một con đực nhỏ. Không phải. Không có được, mà chỉ có cái thôi. Rồi, như vậy là ở dưới này là bác số 3 có rồi, mình không phải đi tìm đâu xa nữa. Mình hôm nào là có thời gian xuống đây hỏi bác ấy để lại cho một cặp để mình mua để trên nhà kia để nuôi cho lớn, là thi thoảng các bạn trong trang trại bác các bạn ấy có thịt ăn. Mày à, tôi đâu con tô la mô tá. Còn bây giờ mình sẽ lên trên kia để đi chặt cây sắn. Mai ơi. Mai cá giá nó tên để mà đâu cả. Là bao sí. De plantar. De planta. Tem. Depois vi comprar mais porque fazenda lá em cima bem grande. Ah, final é? Sim. Tem bumbu vender? Tem. Isso. Pra semana? Próximo semana. Mais guardar aqui, eu vi que comprar. Eu vi que comprar, não vender fora. Mình dặn bác ấy là để lại bột sắn đấy các bạn, để mình xuống đây mình mua, tại vì bột sắn đây ngon hơn là mình mua ở trên phố. Trên phố là các bạn ấy thường là bán ra ngoài là những cái bột sắn mà nó như kiểu là bị hỏng đấy các bạn, người ta bán ra ngoài thôi. Mình dặn mọi người đây là để lại cho mình. Đi đây nào. Úi dồi. Sandra bây giờ đi đâu là cún cũng theo đấy các bạn. Con Lucy với con cún trắng này nữa. Nó to lắm rồi đấy các bạn. Lucy mấy nữa đẻ ra là nhiều cún con để nuôi rồi. Mình lên đây là chọn sắn thì chắc là mua sắn ngọt nữa các bạn. Sắn ngọt, sắn đắng thì chắc là mua ít thôi. Đây là hàng xóm.
hàng xóm này. Ở đây thì thường người dân người ta sẽ trồng thông mô đấy các bạn, mô từng đống đống một này, cách xa khoảng tầm 1-2 mét một cây. Xin bom dia. Bom dia. Goodbye. Obrigado. Ok. Nossa. Tá aqui. Não sei, tá aqui. Manda outra. Outra. Vai, tá vi. Ở đây mình đứng trên gần đỉnh đồi ấy các bạn. À, suối nước thì chảy dịch đằng kia rồi. Ngày xưa là đây là mình định thuê đất đây này các bạn này. Nhưng mà đây nếu mà thuê đất này là không chặn được dòng đâu các bạn. Tại vì người dân ta không đồng ý. Không đủ ít chặn dòng nên là mình không làm. Aqui peço da limpeza bom. Bonito, antigo, de ano aqui. Muito pau. Ngày xưa mình lên trên này này, toàn bộ những cái khu đất này là vẫn còn nhiều những cây cối rất là rậm rạp đấy các bạn. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì lên thì thấy mọi người chặt dọn hết rồi. Dọn và đốt được rồi. Vụ tới là người ta trồng trọt, đây là trồng rất là nhiều đấy các bạn. Aqui fazenda tôi không về como. Tá onde? Ah, aí, aí. Mas tá bom. Aí, segundo de... À, từ đây sẽ nhìn sang quả đồi bên kia là đất của nhà mình ở bên kia đấy các bạn. Atrás não, ok. Atrás não fala muito. Ngày xưa là khu này là mình định thuê đấy các bạn này. Thuê hết khu này tại vì đây nó có suối này các bạn này. Nhưng mà người dân người ta không đồng ý là đập ở đây. Nên là mình không thuê nữa. Còn là đất của nhà mình thì cách đây một cổ đồi là đi xem kia là đất của nhà mình rồi, còn ở kia cũng có nhà ở đấy các bạn, khu trong rừng thì thôi nhưng mà đất là đều có chủ hết, mà người dân thì người ta cũng ở khu này, người ta ở làm nương làm rẫy trên này thôi các bạn. Đây không biết nhà nào ở khu vực này mà người ta cũng chịu khó lắm đấy các bạn. Về mùa khô người ta phát hết những cái cỏ đi. Bây giờ chỉ còn nhìn cái sắn thôi. Còn là chỗ này là người dân người ta cũng phát hết cỏ các bạn này. Sạch. Vụ tới này người dân trồng sắn trồng ngô ở đây. Chỗ này đất cát, còn người dân ta cuốc hình như này đấy các bạn, phẳng phẳng như là người ta sẽ trồng lạc đây này các bạn này. trồng lạc hoặc là sẽ trồng đỗ. Assim não é vizinho plantar aqui, não é? Sim. Mãe de Narida. Sim. E aqui vai lá no distante. Ok. Chỗ kia là vườn mía đấy các bạn kìa. Kia là sau vườn nhà mình rồi. À, cái cây ba bắp kia các bạn kìa. Cây, đây cây có một cái ba bắp rất là to. Người dân người ta cũng làm sạch hết rồi. Còn là bạn này là bạn ấy nửa cỏ đồi các bạn ạ. Là trồng sắn. Trồng rất là nhiều. Trồng nhiều lắm các bạn ạ. Doce. Doce, sim. Feijão, vento, voa. Ué,
Cây ngứa đấy các bạn. Nó theo chặt nó đổ xuống rụng cái lông và người ấy các bạn. Ok, cây sắn dài như này các bạn. Ok, eu quero doce. Doce depois compra mais amargo, amargo e seu banho de patata. Doce depois pega bem pouco. Sắn không có củ rồi. Já tira. Já tira bue aqui. Depois levar pouco da pessoa lá comer. Acabou as mandiocas. Ok. Tem bue. Já não tem. Não tem. Eu tirar esse, é? Mình lên trên này thì nhổ lên một ít. Không nhổ được các bạn. Đào đó. Fica aqui, Leo, Leo á. Nó fica aqui á. Này các bạn này, mình mua lấy 5 bó về. Xong rồi trồng hết lại lên mua các bạn. Trồng hết thì lần sau bạn Santra cứ qua đây mua thôi. Esse pau bem grande, com de do bué, muito com de do. Bem com de do. Pobre, não tem. Mandioca doce é assim, depois a pessoa tira de que é folha, como é muito bom. Sắn này mà trồng trên cái đất trên đỉnh đồi đấy các bạn. Đất ở trên đấy đất tốt lắm. Đất trên đấy rất tốt, sau này cây nó cũng cao như này các bạn. Đây là đất các bạn ấy thuê, thuê trồng được một năm rồi đấy các bạn. Taki. Ok, bạn ở kia có củ sắn đấy các bạn. Đô xe. Có mấy mũ tủ bông à. Esse cavaco como? Não aguenta. Tê khá banh xe ca. Thôi cái này thì đợi thời tiết nó mưa mới đào được thôi chứ. Mùa này đất rắn không đào được. Tê khá banh. Banh gro sua sinh. Não tem nghe xa đà cà vạc cùng. Eu força mesmo. Não aguenta. Esse pequeno assim planta bom. Problema. Năm nay là năm đầu tiên thì mình phải đi mua giống rồi các bạn. Sang năm thứ hai thì mình cứ đợi thời tiết là chuẩn bị có mưa đấy là mình sẽ dỡ sắn. Dỡ sắn xong rồi là những cái cây này là mình sẽ mang trồng. Còn là bây giờ mình sẽ vận chuyển về nhà này, xong rồi đã cắm vào cái rìa suối đấy để cho nó ẩm thì là cây sắn nó sẽ không được gì cả. Sau đó bạn ấy cuốc lên đâu cái là chỉ khoảng tầm một tuần nữa thôi là cũng có thể là sẽ có mưa, thì là mình sẽ mang trồng trước đi, trồng trước mấy ngày đi, lúc có mưa xuống cái nó sẽ nó lên rồi các bạn ấy đi làm việc khác. Về mùa mưa này thì năm nay thì các bạn ấy chỉ có một năm nữa, chuẩn bị là 5 tháng nữa là các bạn ấy chỉ có trồng trọt thôi các bạn. Chỗ này xì ra mon tia xin ông mình ta mày à xin ok.
planta bué. Bué. Te quiero más un día con el día. Ok. Eu planta frente de suve. Depois suve e terminado. Mình cứ trồng trước mùa mưa đấy các bạn. Trồng trước mấy hôm đi là biết là mấy hôm nữa là sẽ có mưa rồi. Thời tiết thì mấy ngày hôm nay là sập sùi. Rồi là cơn mưa thì có, nhưng mà thời tiết nó chưa mưa thôi. Buổi tối đến thì nó có sương. Nó có sương như vậy thì trồng nó không thể chết được. Mưa cái nào nó sẽ lên luôn thôi. Sắn này. Sắn nó dễ trồng. Essi vende già e poi planta continua mai no. Te che nu qui a luga sin planta continua mai. Ah? Agora tá seco, não? Seca, tá morre. Agora não tá bom. Sim, esse não tá bom. Sau này có cái sắn này mình cắm làm hàng rào tốt lắm các bạn này. Nhưng ở trên này nhiều cây ngứa lắm các bạn. Cây ngứa nhiều. Không cẩn thận là nó quật vào người thì ngứa lắm. Essi. Ama gu ta bông. Chắc chỗ này được một đống là được một mô rồi các bạn. Đây là các bạn bó và là các bạn vác về thôi. Như này là các bạn đang cắt tỉa các bạn nhé. À, ví dụ như là một cái khóm này mà nó lên 4-5 cành này, các bạn sẽ cắt hai cành là còn để lại một cành để tiếp tục nó sẽ ra củ. À, ở trong dưới này là hiện tại là vẫn còn củ, là củ nhỏ thì các bạn đang đợi cho nó to lên xong các bạn thu hoạch, còn những củ to là các bạn ấy đã bới đi để bán và ăn rồi. Người dân người ta cũng biết cách những củ nhỏ để lại đấy các bạn, tỉa dần để bán. Essi la duki bong ogni mutu. Sta ben comprire poi nelle corta, assi nelle vanno dalla terra. Các bạn ấy đang phân biệt là hai là sắn các bạn nhé. Toàn bộ là cái cành mà nó cái tàu của nó này. Cái tay nó mà là màu đỏ đấy các bạn thì là sắn ngọt. Còn nó là toàn bộ nó là màu trắng hết thì là nó sẽ cái ngọn của nó không có màu đỏ là nó là nó màu trắng hết, toàn bộ cái ngọn nó màu trắng hết là nó sẽ là sắn đắng các bạn. Ở đây người ta phân biệt là sắn như vậy. Mình thấy đây là bạn ấy trồng là cũng sai củ đấy các bạn, cũng 4-5 củ liền. Chỗ này đất này là các bạn ấy bới ra rồi này. Bới thu hoạch rồi. Chỗ này là thu hoạch rồi đấy các bạn này. Bên này chắc còn củ. Chỗ này vẫn còn củ này các bạn này. Vẫn còn củ này. Mặt bên này chắc vẫn còn củ. Đây là các bạn trồng rất là thưa các bạn nhé. Cứ hàng mét nó có một cây này. Nhưng mà mình về bên kia thì mình sẽ trồng theo luống. Trồng theo luống thì mình cắm sẽ dài hơn. Ví dụ chỗ này thêm được một cây nữa. Khoảng cách một mét này mình trồng 5-60 phân thôi. Một cây thôi. Còn bây giờ là mình sẽ gửi tiền bạn ấy luôn. Là mình mua 5 bó ở đây. Mua 5 bó xong rồi mình trồng hết mình lại quay trở lại đây mua. Ở đây bạn ấy có một lửa cái quả đồi này là đang trồng sắn mà sắn được thu hoạch rồi các bạn. Tổng là hết 7.500 5 bó này. Xong rồi mình sẽ quay trở lại xóm kia. Hôm qua mình dặn các bạn ở dưới là
để lại cho mình sắn hôm nay mình mua rồi. Thì bạn ấy có 3 bó rồi đấy. Sắn trai hoặc đa đinh dây đủ đẹp thôi, đa pet đa đô nù kia. Fala papai soba da uma casa de porco. Eu compro. Espera pouco de que se. Còn bây giờ mình sẽ quay trở lại với trang trại đấy các bạn. Quay trở lại với trang trại, tí mình sẽ bầu một số bạn quay trở lại đây là sẽ vận chuyển cái cây sắn này về. Còn bạn Sandra sẽ cùng với bạn chủ sắn đây các bạn. Mình sẽ chặt sắn xong rồi bạn sẽ bó là Esi de Poe Amaha Peso Vi Sobusca. Một nghìn rưỡi một bó, 1.000 quan thì là được ít hơn. Còn hôm nay thượng video của mình đến đây cũng là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh. Sandra, bye bye các bạn nào. Bye bye các bạn.